lại. Trốn tiết, gây lộn, đánh nhau. Mày không kéo lớp đi lên, cũng đừng đẩy lớp đi xuống. Xuống lên tao đếch quan tâm. Tránh ra. Mày đừng lại đấy. Mày tránh ra. Lớp là một tập thể, tao không để kéo nó tránh ra. Dừng lại. Tao không để mày. Học sinh mà đánh nhau được à? Eo thầy. Có chuyện gì thế? Dạ, thầy mới đến trường này nhưng thầy không biết. Nó là học sinh cá biệt của lớp đấy ạ. Em không được gọi bạn là nó. Em biết tên bạn này không? Dạ em biết ạ, Nguyễn Thành An ạ. Cho thầy địa chỉ nhà bạn. Dạ vâng. Bà đừng đi. Để cháu nghỉ học, bà đừng đi làm nữa. Không đi học cháu làm gì? Suốt ngày lang thang ngoài đường, gây gổ đánh nhau. Bà còn khỏe, còn kiếm tiền nuôi cháu ăn học. Không đi học thì làm sao mà nên người hả cháu? Không, bà đừng đi. An, An, làm sao thế nào? Cháu là thầy giáo của An ạ. Làm sao nói thầy nghe xem nào. Thầy xem nào. Ôi trời ơi, bị ngã à? Bà ơi, bà pha nước muối để rửa vết thương cho chạy ra ngoài, cháu mua thuốc ạ. Cố gắng lên nhé. Vào nhà đi. Cố gắng nhá. Dạ, mời thầy uống nước ạ. Cháu cảm ơn. Nào, bây giờ nói thầy nghe. Tại sao lại cãi nhau, đuổi nhau, đánh nhau đến nông nỗi này? Bố mẹ nó mất sớm. Tôi thì già rồi, ngoài đi kiếm tiền nuôi cháu ăn học, tôi không dạy dỗ được cháu. Chẳng biết phải làm sao. Nhờ thầy và nhà trường dạy dỗ bảo ban cháu giúp tôi. Dạ vâng ạ, bác cứ yên tâm. Thầy không cần giúp. Đuổi em ra khỏi lớp là xong. Đuổi học thì dễ lắm, nhưng thầy muốn giữ em ở lại. Đa số các giáo viên đều nói em hết thuốc chữa, không dạy nổi. Các thầy cô không đuổi em ra khỏi lớp thì cũng trách phạt hoặc là ghi vào sổ đầu bài. Thầy không trách, không ghi vào sổ đầu bài, mà cũng không đuổi em. Cầm lấy. Nhớ uống đủ thuốc, kháng sinh sáng một viên, chiều một viên sau ăn. Thầy về đây. Cháu xin phép ạ. Thầy, lần đi vào nhà. Này, nhớ làm bài tập đầy đủ, ngày mai đi học đúng giờ, nghe chưa? Đừng có để bà buồn đấy. Cháu xin phép nhá. Dạ thầy về ạ. Dạ. Em định trốn học để đi xem cờ tướng à? Em thích thế đấy. Thầy không hiểu được đâu. Hiểu gì? Điều em thích. Nào, nói thử xem nào. Về cờ tướng, xem một trận thôi, ôi thứ để thích. Nào là cách tư duy, cách cẩn trọng cho mỗi nước đi. Sai một bước thôi, cả ván thừa chắc thắng cũng sẽ đại bại. Còn có những nước đi rất ngớ ngẩn, nhưng lại ẩn chứa cái sách phi thường. Thôi được rồi. Bây giờ em chỉ cần chăm chỉ đi học, thầy sẽ dạy em chơi cờ tướng, được chứ? Này, ánh mắt coi thường thầy, nghĩ là thầy không biết à? Thầy nói cho em biết nhá, thầy là một cao thủ cờ tướng của K25, Đại học Sư Phạm đấy. Mã điền, pháo lồng, xe lạch. Sao hả? Dạ. Vào lớp đi. Đừng lo, thầy sẽ giúp em. Tại sao thầy giúp em? Vì em là học sinh của thầy, còn thầy là thầy giáo của em. Đi. Đi nào. Em là thầy ạ. Vũ à? Vâng. Thầy bảo này, sang tuần thầy phải đi tập huấn ở trên sở. Em ở nhà kèm cặp giúp đỡ bạn An học tập giúp thầy nhá. Dạ được ạ. Mà thầy làm cách nào mà hay vậy ạ? Dạo này em thấy An rất ngoan, không đi học muộn, không đánh lộn, Mà lại còn làm bài tập về nhà nữa ạ. Có gì đâu. Mình không nên ác cảm với cả tính ngang bướng của bạn ấy, mà đặt mình vào hoàn cảnh của bạn ấy để thấu hiểu, chia sẻ, động viên hơn là chỉ trích. Có vậy thôi. Dạ được ạ. Thế thầy đi bao lâu đấy ạ? Thầy đi khoảng 1 tuần thôi. Nhưng thầy sợ trong thời gian thầy đi vắng, bạn ấy lại nghỉ học, nên em sát sao giúp đỡ bạn ấy cho thầy nhá. Dạ được ạ. Ừ, thôi về đi. Vũ. Em là thầy ạ. Thầy hỏi, thầy đi vắng có 1 tuần, vậy mà sao bạn An bỏ học đến 5 buổi? Hình như sau hôm thầy đi, bà bạn An bị ốm nặng, nên là bạn mới nghỉ từ hôm đó đến giờ ạ. Vậy à? Thôi được rồi, để thầy đến nhà bạn xem sao. Dạ vâng ạ. Thằng ăn cắp mày đưa đây! Tao sẽ cho bàn dân thiên hạ biết con mày là thằng ăn cắp! Ăn cắp trả đưa đi! Tôi xin anh ạ. Có chuyện gì thế à? Đưa thầy, ra kia đợi thầy. À, xin lỗi anh, cháu nó là học sinh của tôi ạ. Là học sinh của thầy đấy à? Mong anh tha cho cháu nó ạ. Cháu nó lấy gì tôi xin phép được trả tiền ạ. Chỗ này bao nhiêu tiền hả? Chỗ này của tôi là 150.000 đấy. Dạ vâng ạ. Dạ, gửi anh ạ. Cảm ơn thầy. Liệu về nghe thầy học hành cứ tử tế nhá. Làm người hả? Nó không muốn thành thằng ăn cắp à? An, nghe thầy hỏi, tại sao em lại làm như vậy? Đúng, không chọn sai. Dù vất vả đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải cố gắng vượt qua. Có khó khăn bế tắc thế nào thì cũng có hướng giải quyết.